Triệu Dương. Đừng chuộc tôi vào đường cùng. Em đừng trách tôi. Alo, tại quán cũ gặp tôi gấp, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tại sao việc tôi giao cho cậu, cậu làm không có kết quả? Cô ta dữ quá, với lại tôi khó tiếp xúc gần được. Cậu đã nhận tiền của tôi, cậu phải hoàn thành công việc. Nói thiệt với anh là tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ anh cũng thấy đó, bây giờ mấy cái chiêu mà giả ma giả quỷ gì đó không còn hiệu quả nữa. Được, cậu sẽ không cần phải giả ma nữa. Tôi sẽ giao cho cậu một việc khác. Tiền có nhiều không? Rất nhiều tiền, miễn là cậu làm được. Ok, miễn có nhiều tiền là chuyện gì tôi cũng làm. Tôi muốn cậu để lại vết thẹo trên mặt người đàn bà đó bằng mọi giá. Chỉ có cách hủy hoại nhan sắc của người đàn bà này thì cô ta không thể nào quyến rũ người đàn ông nào khác nữa. Và như vậy chắc chắn cô ta sẽ thuộc về anh. Đúng vậy, tôi muốn cô ta là cô riêng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này chắc khó làm quá. Anh cũng biết là cô ta khó tiếp cận, với lại có võ nữa. Bây giờ có một mình tôi, sao tôi làm chuyện này được? Đó là chuyện của cậu, cậu tự động não suy nghĩ đi. Cậu làm cách nào cũng được hết. Nếu mà làm chuyện này được thì tôi cần phải có thêm người để làm. Cậu ra giá đi, nói nhiều quá. Hai trăm triệu. Cái gì? Hai trăm triệu. Một vết thẹo trên mặt, hai trăm triệu hả? Tôi nghĩ cái giá này còn rẻ nha, nếu mà tụi tôi làm thành công. Còn nếu mà không thành công á, tụi tôi phải trả bằng cái mạng sống của mình. Ok, tôi đồng ý. Vậy chuyển trước cho tôi 50% đi, để tôi nói chuyện với người ta. Cậu nghĩ là tôi sẽ chuyển cho cậu 50% hả? Tôi bị điên, nhưng chưa đến nỗi cô tiền là giấy. Vậy bây giờ chuyển trước 50 triệu cũng được nữa, để tôi đặt cọc với người ta. Được rồi, cậu đưa số tài khoản đây, tôi chuyển khoản liền cho. Nè, số tài khoản của tôi nè. Tôi đã chuyển, cậu xem nhận được tiền chưa? Chưa có quà.
Qua rồi nè. Bây giờ tôi bắt tay vào việc nha. Tôi chờ tin vui của cậu. Bây giờ mình bán thông tin này cho bà ta, mình sẽ kiếm thêm một số tiền nữa. Đúng rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đang có chuyện gấp mà khóa máy nữa.